là bánh phồng tôm đem từ Việt Nam qua đó. Ơi, ta chả giò nè. Con này củ kiệu vô món mắm thái chay, mắm thái mặn để mắm tép. Con này là tôm lăn bột chiên xù. Đây. Cái này mình để làm sao mà bây giờ nó dập cái lá rau răm luôn. Lá rau răm màu xanh mà nó đổi thành màu đen rồi. Nó lạnh quá đó. Đổi cuốn. Cái này là ớt. Ớt chiên sầu lăn á, sầu lăn chiên giòn á, chiên bột á. Gỏi. Cua. Cái này là có mấy đứa nhỏ nó không biết ăn tôm. Ở cái này là gỏi ngó sen, có lỗ tai heo nữa nè. Lỗ tai heo với tôm. Cái này là nước chuốt trái cây mình cúng tết. Đủ thứ trái cây trong này, hình như là mười mấy trái trái trong này nè. Xoài, honeydew, rồi lê, táo, ổi. Đủ chữ trọng á, quýt nó, quýt đồ này nọ, thơm đó, ở trọng luôn á. Rồi có mấy miếng lá chanh nè, để cho nó chua chua ngọt ngọt đó. Mà nấu ra xong có thành giống như màu nước mắm vậy. Nhưng mà ngon lắm chứ phải không hả? Ngon phải không? Cái này ngon. Nước chuốt. Chứ là cho chứ xay ra. Nước, không, cháu nấu á. Cháu nấu cái cọt vỏ ra, để cho cháu nấu. Ừ, cháu nấu mà cho nó rụt cái trái ra, cho nó ra chất nước. Xong rồi cháu lọc cái xác đi. Đó là nước chuốt á. Mà nước ngon chưa? Biết bao nhiêu trái cây ở trong. Mà cái màu thì giống như màu nước mắm vậy. Còn đây là chè Thái đây. Chè Thái. Củ năng, mấy cái hạt lựu này là củ năng đó nha. Củ năng bọc á. Đó, rồi có mít, có trái đá, có trái đá, có cùi dừa, rồi sầu riêng, đó, thấy không, ngon chưa? Chè Thái của mình, chè Thái ngon không? Ủa cái con lấy cái nước chút ngon hả? Cái điện thoại này có phải chấm đá? Đây là cái máy xay đá để ăn với chè. Mấy xe đá bào á. Từ giờ cô xoay đây cô phải bỏ đá vô. Đó. Đó. Xoay đá bào để ăn với chè Thái. Mình đang nấu nồi xôi để mình làm xôi mặn đây nè. Đó, thấy không? Lá dứa mà có nước cốt dừa ở trong nếp nữa. Đó, là như vậy. Để hồi lát mình cuộn cái xôi mặn lo vô. Có món ăn chơi nữa nè, dâu ua Việt Nam. Dâu ua Việt Nam đây. Đó. Rồi, mình có bánh flan. Bánh flan mình có cái YouTube rồi. Đó, bánh flan. Cái đường caramel của mình là có bơ với cà phê ở trong luôn. Bơ với cà phê ở trong cái bánh lăng của mình. Đó mình làm để vậy đó. Bác vẫn ăn tặng đồ. Vợ của Thanh đó. Vợ của Thanh tên gì vậy? Em tên là Hà. Hà. Đang làm xôi này, đang làm xôi thập cẩm. Thập cẩm thập cẩm là phải 10 nha. Đây nè, chả lụa nè, con ruốc xào nè, nhiều nếp, nhiều nếp quá. Tạp xưởng, xá xíu, trứng chiên, cà bông, đậu phộng với hem, với lại mỡ hành phi, mỡ hành được, mỡ hành đâu của chị Vân Anh làm dài quá hả? Dài quá thì cắt làm năm, với lại trứng cút, tổng cộng là 10 món ha. Tạp cẩm là 10 món đó nha.
Nhưng mà một, là như hai, là ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đúng là mười. Ừ, thì cơm cuộn kimbap của Hàn Quốc á. Nhưng mà mình làm theo kiểu Vietnamese. À, Vietnamese kimbap. Hàn Quốc là đâu có nhiều món như mình tới thập cẩm lận. Thập cẩm là 10 món lận. Không, ở New York này bán á. Mấy người ở ngoài cái supply, cái trình supply á. Ở ngoài Chinatown bán. Có nhỏ nữa, có size nhỏ nữa. Đối diện Tân Tín Hưng á. Đối diện Tân Tín Hưng có bán cái chiếc cái trình supply á. Này gặp năm đầu tiên cuộn mình nhìn thấy nó cũng hơi bê bối nhưng mà cũng ok á. Cái cuộn này nè. Dạ. 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 Ờ. Rồi. Happy birthday trước rồi đã. Con nó che cái bánh trước rồi, nó che bánh trước rồi, không biết thế nào. Chụp chưa hả? Để coi. Đó, đứa nào để cái lắp không nhau. Bánh này bánh ice cream nha, bằng ice cream chứ không có bánh. Bằng kem không à. Mà nó chơi đèn cày điện luôn. Nó sợ cái đèn cày kia chảy à. Mà thật sự không có đèn cày kia, nó quên mua. Của Amazon. Oh, it's the Ủa có tặng đôi dép hả Như? No. That's này có nhà. Đang mở quà sao có vụ đôi dép rồi. Oh, it's a shirt. Có cái áo. Chắc áo. To fantastic girl on your birthday. Oh, look, there's a face. Oh, vậy đó hả? Oh, I don't know how to be. Của chú Thanh với cô Hà. Just ung, that's all I know. Happy and something else. Chúc ân sinh nhật. Oh, that's why I shouldn't realize much. Very small. It's a small. Vừa mà. Vừa ân đó. Vừa đó. This is Kobong. Yeah. You will wear that. It's a bunny. My little bunny. I'm a size 3. I don't think I'm a size 3. Yeah, you are a size 3. Fancy. Wow. They're very short. Yay. Mid rise, huh? Face it the other way. What's the other way? Wow. Oh, don't look at my feet. They're very ugly. You know, I see raft. I feel really bad. But why does it say happy Hanukkah on it? Don't judge. Come on, I'll just rip it. No, it's a nice wrap. I'm not gonna keep the happy Hanukkah wrapping. You don't know that. Yeah. No, it's already ripped. Yeah. So ripped jeans. Oh no. Oh my. I don't know how to open it. There we go. Ah, it's cookies. Yeah. Oatmeal thins. Cookies. Maybe it's a banana. Mental tumor crackers. Yeah. It's organic. Crackers. It's good for you. It's gluten free. It's good for you. Wow. You guys want to try it? Let's try it. I want to try it. Isn't there hope? No. Just cut it. Trying. Okay.
Oh, it's not. Oh, không phải cracker. Chỉ có hộp thôi. Everyone. It's only the box. I was expecting some crackers! I wanted some crackers! Oh, oh my god, those are so good! Oh my god! Those are adorable! They're so cute! Wow, show me the dress. Không phải đâu, cái này của Jenny. Wow, I love extra. Này phải cô Jenny mẫu đỏ, mẫu đen, mẫu đầm đen tặng không? You can wear this outside in the freezing cold with leggings. Oh, perfect leggings. See, with leggings. I want some crackers. Me too. Oh, he's down. Yeah. What is it? It is a book. Oh, that's nice. Oh my god. That's so cute. You gonna be fancy, you do with your black. Ủa, chị tí nỉ à? Ồ, đẹp quá vậy. You just made it smaller. Move it up, yeah, làm nó càng nó to lên. Just move one of them. Alright. Mới cho cái mặt liền kìa. It actually looks cute. Yeah, đẹp chưa, đẹp hình See, chưa. See, what else that you? Imagine. The legging though, Để candle lên đâu. Candle lên picture first. Oh wait, picture first? Take a picture first. You know, if you like make that dress a bit shorter, it'll be very fashionable. Yeah. No, cái này là đẹp lắm rồi. No, if you do it like here. Ừ. Ân ngồi xuống mẹ chụp cho anh tấm hình. Ok. Đây. Ổ bánh sinh nhật. Của Ân đây. Mua nhỏ 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 trong nhà ăn trước rồi đã, tại vì sinh nhật ngay cái ngày thường. Thành thử ra ăn trước đi, rồi cái làm birthday party sau. Làm cái tiệc birthday sau. Oh, rồi. Ủa không ăn bánh mà đi ăn xoài à? Đi ăn xoài trước à? Giờ cắt bánh đi. Mấy đứa hát chứ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear nó không có đèn cày đó okay. Chơi, nó chơi đèn cày điện luôn. Wow. Ủa cũng có cái vụ thổi cũng tắt nữa ha. Wow. mở cái nút tắt đó kìa. Mở cái nút tắt ra. Wow. Thổi again ăn. Wow. Wait, isn't that cheesecake? I don't know. Maybe it's maybe cheesecake. It's sponge cake. No, đi lấy lấy oh, no, see, that's not cheesecake. Yes, it is. Is it? Smell it. Cheesecake á. Cheesecake. Dạo đó. Oh, yeah. Oh no. What's all the cheese? Strawberry.